trăm năm mối tình nở hoa, gian khó hoa tình ca. Nắm tay nhau bước vào cung hai, đến tơ duyên thắm đẹp trời hoa. Xin tình trăng vội pha, dìu em dưới một mái nhà. Cuộc trần gian mưa nắng đổi thay, sương gió đầy tay. Xin nghiêng vai trong thủy chung, son sắt bên tình. Nắm tay nhau bước vào cung hai, kết mưa rơi thắm kết chờ duyên tăng đẹp trời hoa. Xin tình trăng vội pha, dìu em dưới một mái nhà. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quyền xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Amen. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse lại tuấn giỏi và chị Maria Bùi Thị Huyền trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đường tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
dân lời chúng con cầu khen. Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật tốt đẹp. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Không phải tất cả những ai nói với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì được xây trên nền đá. Và ai nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại khờ xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và đổ nát tan tành. Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Trước hết là tôi xin lỗi cộng đoàn vì đã để cộng đoàn chúng ta chờ lâu. Đáng lẽ lễ của chúng ta lúc 6 giờ, nhưng mà tận 6 giờ 15 chúng ta mới cử hành được. Không phải là tôi mải đi chơi, mà bởi vì trước khi mà bố chú rể vào xin lễ thì tôi đã đặt một thánh lễ dỗ đầu vào lúc 5 giờ chiều ở bên Cổ Liêu. Và sau khi lễ xong là có một vài việc mục vụ, thành thử ra thời gian nó bị kéo dài. Xin công đoàn thông cảm. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đều là những người có kinh nghiệm, đặc biệt là những người làm chủ gia đình, kinh nghiệm về việc xây nhà. Xây nhà thì cái ưu tiên đầu tiên phải nghĩ đến đó là cái móng. Cái móng nhà có chắc thì các ngôi nhà mới vững bền. Cái móng nhà có chắc thì ngôi nhà mới có thể chống lại được gió bão, mới có thể chống lại được các điều kiện của tự nhiên.
Những ngày vừa qua, khi mà chúng ta theo dõi trên các phương tiện truyền thông, thấy những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi một cách rất là nhẹ nhàng, mà thường đó là những ngôi nhà tạm. Những ngôi nhà họ làm một cách rất là đơn sơ, với cái móng chẳng có gì. Một cơn lũ đổ xuống cuốn đi tất cả. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để nói về ngôi nhà là cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng những ai nghe lời của ta mà đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Nghe lời của Chúa và đem ra thực hành thì là người khôn ngoan. Rõ ràng là chúng ta sẽ có kinh nghiệm về điều này. Đơn giản như là con cái vâng lời cha mẹ thôi cũng đã là một sự khôn ngoan rồi. Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ được con hư. Mà đây thì là lời dạy của Chúa. Lời dạy của Chúa vượt trên lời dạy của loài người. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về đời sống nhân bản, về đời sống giữa con người với nhau, nhưng Chúa Giêsu còn hứa chúng ta đến sự sống đời sau. Hạnh phúc đời này phải dẫn người ta đến với hạnh phúc đời sau mới là trọn vẹn. Còn nếu như được lời lãi cả vào thế gian mà mất sự sống của mình thì nào có ích gì? Chúa Giêsu nói như vậy. Và để có được hạnh phúc ở chính đời này và hướng đến đời sau thì lời của Chúa luôn đem lại cái điều đó. Bởi vì lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Gia đình có thể được ví như là một ngôi nhà. Và ngay từ ban đầu, khi mà người nam người nữ đến với nhau, cái điều họ mong muốn đó chính là sự yêu thương, đó chính là sự chia sẻ, đó chính là một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai khi bắt đầu đến với nhau đã hướng đến sự chia rẽ. Chẳng ai khi bắt đầu đến với nhau đã hướng đến những bất hạnh. Vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ. Chẳng ai đến với nhau mà lại nghĩ ngay đến những đau khổ mà mình sẽ phải đón nhận. Chúng ta đều có một cái ước mơ về một gia đình. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình bình an, một gia đình mà ở đó người chồng, người vợ và con cái mỗi người đều làm tròn cái bổn phận của mình. Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ, con cái cho ra con cái. Chúng ta đều ước mơ khi đến với nhau xây dựng một gia đình mà ở đó như người ta hay nói, một túp lều tranh, hai trái tim vàng, có sự chia sẻ, có sự gắn kết và đồng hành. Tuy nhiên, với những người có niềm tin như chúng ta thì ước mơ đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta thực hành theo lời của Chúa. Bởi vì khi mà người chồng làm theo lời của Chúa thì đó là một người chồng có trách nhiệm. Một người chồng trở thành một cái trụ, những cây cột, những bức tường để dựng nên ngôi nhà gia đình của mình. Một số bạn trẻ cứ hỏi tôi về những tiêu chuẩn khi mà chọn chồng. Tôi bảo rằng tiêu chuẩn đầu tiên phải hướng đến đó là trách nhiệm. Một người chồng giàu có, bảnh trai, thế nhưng mà lại chẳng có trách nhiệm với gia đình thì có mà như không vậy. Trách nhiệm là quan trọng lắm. Lời Chúa nhắc nhớ mỗi người làm chồng phải có trách nhiệm với gia đình. Thánh Phaolô Tông Đồ nói trong thư gửi cho tín hữu Côlôse: hỡi những người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Hỡi những người chồng hãy hiến thân cho vợ mình như Đức Kitô đã hiến thân để xây dựng hội thánh.
để xây dựng một hội thánh tinh tuyền, xinh đẹp và không tì vết. Để hy sinh được, người ta phải có trách nhiệm. Còn bây giờ mà cứ sống theo điều mình muốn, chẳng nghĩ gì đến vợ, đến con cả, thì làm sao mà hy sinh được. Cũng như thế, lời Chúa nói với những người vợ. Thánh Phêrô nói rằng sắc đẹp là giả trá. Cái mà anh chị em hãy mang trên mình đó là gì? Đó là một đời sống đức hạnh, đó là một đời sống đạo đức, đó là một đời sống của những người thuộc về Chúa. Bây giờ những người làm vợ lại chỉ lo để sửa môi, sửa mắt, chỉ lo tạo dáng mà chẳng lo gì cho gia đình cả, thì đó là một gia đình thiếu đi cái hơi ấm. Khi mà đến nhà ai chơi, xin lỗi, tôi hay để ý lắm, để ý xem có gọn gàng không, có ngăn nắp không, và thỉnh thoảng ngó vào trong bếp một tí. Bởi vì người ta bảo rằng cứ nhìn cái bếp thì biết bà nội trợ này là người thế nào. Ra ngoài thì mặc rõ đẹp, thế nhưng về nhà, cái nhà thì dơ, quần áo để mỗi chỗ một cái, còn cái bếp thì thôi rồi. Thì rõ ràng nó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Một người vợ được cả một gia đình, một người vợ đạo đức, một người vợ tốt lành, một người vợ bắt chước Đức Maria, thì rõ ràng gia đình đó sẽ là một cái tổ ấm. Rồi những người con cũng thế, khi mà con cái biết thảo hiếu với cha mẹ, với đúng bổn phận và trách nhiệm, không phải chỉ là những người đòi hỏi, nhưng là những người sẵn sàng đóng góp để xây dựng gia đình của mình, thì gia đình sẽ luôn trong sự bình an. Các anh chị em trong gia đình mà biết nhường nhịn nhau, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, sẵn sàng nhường phần hơn cho người khác, sẵn sàng hy sinh cho người anh em của mình, thì chẳng bao giờ có cái chuyện đánh nhau cãi lộn cả. Cách đây ít bữa chúng ta thấy một cái cảnh rất là đau ở trên huyện Đan Phượng. Vào lúc 7 giờ sáng, người anh vác dao sang nhà em để xử em của mình. Bốn người không qua khỏi, chỉ có một người sống sót. Mà cái nguyên nhân nó lại là từ chuyện đất cát, chỉ có 60 phân đất thôi. Không có nhường nhịn, không có nghĩ đến khúc ruột trên, khúc ruột dưới, để rồi chỉ nghĩ cho mình. Nhưng làm như vậy thì rõ ràng người ta không thể nào nói rằng tôi thực hành lời của Chúa được. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ghét anh em. Nói gì đến chuyện người nhà. Thế cho nên khi mà chúng ta mơ ước đến một gia đình, chúng ta mơ ước đến một tương lai, thì mình hãy hành động để cho cái ước mơ đó nó được hiện thực trong cuộc đời này. Và cái hành động một cách tốt nhất đó là theo sự hướng dẫn của Chúa. Xây dựng gia đình của mình theo lời của Chúa là xây dựng trên nền đá, là xây dựng trong sự khôn ngoan. Lời Chúa không bao giờ hướng người ta đến sự xấu cả. Lời Chúa không bao giờ hướng người ta đến sự ích kỷ, đến sự nhỏ nhen, nhưng hướng người ta đến với những điều toàn thiện. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để cùng chứng kiến việc anh Giỏi và chị Huyền nói lên cái lời kết ước với nhau để làm nên một gia đình. Chắc hẳn hai anh chị cũng có những cái dự tính cho tương lai của gia đình, để xây dựng một gia đình hạnh phúc, để xây dựng một gia đình như gia đình của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ Maria và của Thánh Giuse. Ở nơi đó đầy ắp tiếng cười, ở nơi đó mà như ai đó nói rằng ở thì tìm thấy niềm vui và
và đi thì muốn quay trở về. Anh chị chỉ có thể xây dựng gia đình như vậy khi mà chính anh chị đón Chúa vào nhà và thực hành những lời chỉ dạy của Chúa. Về phần chúng ta là những người thân, là bạn bè, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để lời Chúa luôn đồng hành với gia đình của họ, và hãy cùng giúp đỡ cho họ để họ thực hành lời Chúa trong chính cuộc sống thường ngày. Qua đó, cái mong muốn mà chính họ cũng như gia đình hai bên đặt để ở nơi gia đình này được thể hiện và được Chúa chúc lành. Chứ gì những lời cầu xin của chúng ta qua thánh lễ này sẽ được thể hiện một cách cụ thể trong chính gia đình trẻ mà họ thiết lập ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến hai anh chị nói lên cái quyết tâm và cái ý muốn tự do đến với nhau để làm nên vợ chồng. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô rang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Lại Tuấn Giỏi và chị Maria Bùi Thị Huyền, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Cha, con không ạ. Thưa cha, con không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Lại Tuấn Giỏi, và anh xin nhận em Maria Bùi Phương Huyền là vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Bùi Phương Huyền xin nhận anh Giuse Lại Tuấn Giỏi làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, đều yêu thương và trân trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Bùi Phương Huyền xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Lại Tuấn Giỏi, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh cha và con và Thánh Thần. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em,
Chúng ta vừa chứng kiến anh Giuse giỏi và chị Maria Huyền nói lên cái quyết tâm đến với nhau. Họ đến với nhau không vì cái gì cả, nhưng xuất phát từ tình yêu. Và vì thế mà bí tích hôn nhân họ cử hành ngày hôm nay thành sự, và không có gì có thể phá vỡ được mối dây ràng buộc hôn nhân giữa anh chị cả, ngoài trừ cái chết. Anh chị còn trao cho nhau cái nhẫn, nó là dấu chỉ để mỗi lần khi nhìn vào cái nhẫn này thì họ nhớ đến cái lời họ thề hứa ngày hôm nay, là yêu thương, là chung thủy, là tôn trọng. Không phải là vài ngày, vài tháng hay vài năm, mà mọi ngày trong suốt cuộc đời. Với tư cách là người đại diện của Hội Thánh, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Giuse giỏi và chị Maria Huyền chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Giả sử chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta cùng chúc mừng cho họ. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đãi thương kiền toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây. Thánh Giuse lại Tuấn giỏi và chị Maria Bùi Phương Huyền, chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức kết lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu và ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trên bàn tay con đây là tấm bánh với chén nho lành.
thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Dâng cuộc đời chơi vơi, mong manh mồn kiếm cỏ hoa, nhưng dàn rào ân huệ của Chúa luôn ngọt ngào suối tình yêu Chúa. Như ngọn lên lung linh, lòng cũng kinh nửa mến tình tuyền, cõi lòng này thầm mong và nguyện ương ngọn lên hao gầy để tình người thắng hoa, tan đi mọi nỗi sầu đau. Chúa là nguồn ân tình tuyệt đối, Chúa tình yêu giá nghiêm đời con. Như làn hương bay cao về nhan Chúa, tiếng hán nguyện cầu suốt cuộc đời con đây là của lễ tòa ngàn hương tình. Chôn tình này đơn sơ, mong sao đền đám tình cha thương dàn dào vô về sưởi ấm cho lòng con. Ôi tình yêu Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là
cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con." Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Lại Tuấn Giỏi và chị Maria Bùi Phương Huyền mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hằng năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên.
chúng con nguyện dâng cha cả hào sáng, nương cha chỉ nên ý cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chữa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận, thương yêu nhau. Mời anh chị quỳ lên trên này. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Bùi Phương Huyền được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị đứng dậy. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, sau lễ nhận ơn mẹ chúng con sẽ sống đời đời. Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con
chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện, theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Phúc đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho
dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.